cùng với những người thực hiện chương trình Chat Với Sao. Xin chào các khán giả truyền hình quen thuộc đang cùng đến với chương trình, và một lần nữa thật đặc biệt khi cùng chia sẻ với tất cả quý vị những khoảnh khắc thật đặc biệt để chúng ta cùng chào đón một năm mới, một năm bằng Tết Tây 2010. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau để bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay với một nhân vật rất đặc biệt. Và quý vị chỉ nhìn thấy và đếm đủ số lượng 37 trái chanh ở trên bàn thôi, và đó là những quả chanh vàng rất dễ thương. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những vị ngọt, đắng, cả chua và cả những thăng trầm nữa đối với một nickname của showbiz Việt Nam thật đặc biệt, và cùng nhau có một buổi trò chuyện rất chân tình với Chat Với Sao. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh xin trọng kính chào quý vị, và đầu năm mới xin kính chúc quý vị của một năm mới 2010 thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Khoa vui vẻ, trẻ khỏe đẹp. Cảm ơn chị, và lại nhớ đến cuộc trò chuyện của chúng ta hồi Tết Nguyên Đán năm ngoái đúng không ạ? Thế thì khi mà dùng những cái trái chanh để mà phát họa về chị, mượn một tí thôi, khi mà nhìn thấy cái trái chanh mỗi ngày mà chất lên nhiều hơn như vậy thì bản thân chị nghĩ như thế nào? Thật sự đó thì khi người ta trẻ thì ta nghĩ về sự lớn tuổi hoặc là già nua, nhưng bắt đầu mình không già nhưng mình cũng không trẻ nữa, thì bắt đầu mình lưng lửng thì mình lại nghĩ cho trẻ lại. Tức là trên đây 37 trái chanh, nhưng Phương Thanh nghĩ mới có 27 chứ mấy, nhiều khi mới có 17 thôi, cho nó nhẹ nhàng thoải mái. Tại vì cuộc sống của Phương Thanh nói riêng và cuộc sống của mọi người nói chung phụ thuộc vào tinh thần rất là nhiều. Thế thì có nhớ cách đây không lâu Phương Thanh có chia sẻ là bây giờ bước ra ngoài sân khấu, ít nhiều một vài người thì đòi hỏi phải là giới thiệu là ngôi sao ca nhạc này hoặc là ngôi sao trẻ nọ. Nhưng với Phương Thanh, thậm chí có thể giới thiệu một cách vui là giới thiệu ca sĩ trẻ Phương Thanh ra sân khấu cũng được nữa. Và chị không buồn lòng về điều đó. Không, thấy thoải mái thì đúng hơn. Tại vì khi mà giới thiệu ngôi sao đó thì bắt đầu mình bị áp lực ngay từ cái chữ ngôi sao đó. Và mình bước ra hát mình sợ lắm. Sợ thứ nhất là mình hát không được vỗ tay, không được hay, không được xứng với cái chữ ngôi sao, cho nên là mình rất là bị áp lực. Cho nên giới thiệu ca sĩ trẻ thì tự nhiên mình thấy rất thoải mái, mình ra mình quậy thoải mái luôn. Cho nên là nói chung là giới thiệu ca sĩ trẻ cũng không sao luôn. Nhưng mà hát là phải thể hiện cái đẳng cấp của cái mình, cái đẳng cấp của mình. Chứ rồi hát mà cũng như ca sĩ trẻ là chết luôn đó. Đúng rồi. Cho nên là đôi khi cái tên gọi hay là cái danh xưng nó không quan trọng và không cần thiết nữa đúng không ạ? Báo chí và giới truyền thông luôn dành cho các ca sĩ và những người làm nghệ thuật những cái danh xưng và những cái nickname có thể hoa mỹ một tí. Một thế hệ nào đó được gọi là danh ca, rồi lại sau đó là những ngôi sao ca nhạc, và tiếp theo là diva, rồi diva thế hệ mới. Dù thế nào đi nữa thì Quang nghĩ đó là những cái xu hướng để chúng ta toàn cầu hóa cho âm nhạc Việt Nam. Và có một cái điều mà thật là mâu thuẫn trong cái danh xưng dành cho chị, diva của dòng nhạc bình dân. Thực sự ra thì ai cũng có quyền mơ ước một cái điều là mình có thể là được kêu này, được kêu kia. Và Phương Thanh thì nghĩ là đó, như hồi nãy mình nói là giới thiệu ca sĩ trẻ là vui rồi. Để cho mình thoải mái, nhẹ nhàng, mình hát cho nó dễ. Thực sự là đối với Phương Thanh thì lên sân khấu là quan trọng nhất. Tại vì cái lực hát của mình, cái duyên dáng, cái cuốn hút của mình mới là quan trọng. Nhưng mà để nói về cái chữ diva bình dân thì cái nickname của Phương Thanh thì tên chanh, cho nên để diva bình dân nó cũng đúng. Với lại ngay từ bước đầu tiên Phương Thanh bước ra hát là dòng nhạc giữa tiếng rao hay giả từ dĩ bản, nó đã ấn định vào lòng người ta một cái gì đó rất là bình dân, rất là danh giả. Cho nên là Phương Thanh nghĩ là diva bình dân đối với Phương Thanh là vui lắm rồi. Và cái nickname chanh thì ở đâu mà có nên cái nickname đó ạ? Chanh là do là hồi xưa là Phương Thanh nhập hộ khẩu, cái từ thanh nó viết lộn chữ C thành chanh, cái rồi bạn bè kêu chanh, chứ cũng không phải là chanh chua gì. Nhưng mà thật sự ra thì sau này mọi người thấy Phương Thanh cũng chanh chua, đánh đá theo cái kiểu nhìn của mọi người, cho nên là mà chanh hợp với mày hơn. Thế là từ đó là có tên chanh luôn. Gần đây khi mà có một cái album mới của Phương Thanh, một cái hình ảnh rất là nữ tính và có tên gọi là Tình 2010. Thế thì cái cuộc tình của bản thân chị giữa năm 2000 và 2010 nó có khác nhau nhiều lắm không ạ? Khác chứ. Năm 2000 là đỉnh điểm của sự đau khổ. Mình hát bằng tất cả những gì mà mình đã chịu đựng, mình đang chịu đựng. Và 10 năm trôi qua thì những cái đó nó đã đi qua rất là xa rồi. Mình hát lại thì lại không đau khổ, nhưng mà đó là một kỷ niệm, một kỷ niệm buồn. Cho nên chỉ cần một sự da diết là có thể nói lên được tất cả. Chứ bây giờ mà hát buồn nữa nó vận vào người mệt lắm.
Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một vài ý kiến để cùng nói về nhân vật khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là người đã cộng tác với Phương Thanh trong suốt mười mấy năm qua. Nhiếp ảnh gia được biết đến với tư cách là người đã tạo hình cho rất nhiều những người nổi tiếng trên tất cả các bìa báo, các tạp chí của cả nước. Nào, xin mời tất cả quý vị cùng đến với nhiếp ảnh gia Quốc Huy. Xin chào. Và làm việc với Phương Thanh trong suốt bao nhiêu năm qua, một cái bí quyết nào để mà anh có thể tạo hình Phương Thanh ở mọi cái sự hóa thân trong những cái bức ảnh hoàn toàn khác nhau? Bí quyết thì thật ra nó cũng không gọi là bí quyết đâu, là cái đó là đầu tiên là do từ Phương Thanh, là Phương Thanh tự có một cái sự là thay đổi Phương Thanh liên tục, và khi tôi chụp cho Phương Thanh thì cùng nhau với kết hợp để tạo những cái hình ảnh thay đổi, thì cái đó là tôi nghĩ đầu tiên là từ Phương Thanh và cộng hưởng cái sự kết hợp thì nó tạo ra những cái phong cách mới cho Thanh. Và cũng như những người nổi tiếng khác, trong đó có Phương Thanh, thì cái cách làm việc của Phương Thanh có làm anh cảm thấy dễ chịu hay không? Thật sự là đến ngày hôm nay giữa tôi với Thanh thì anh em với nhau làm việc rất là nhuần nhuyễn. Thì đương nhiên cái sự đó là cái anh em gắn bó với nhau đã rất là lâu năm, cũng như là tôi đã hiểu được những cái về gốc mặt, những cái của Thanh thì gần như là mình đã hiểu hết về về Thanh rồi, thì tôi cũng không khó khăn việc gì lắm cho vấn đề về chụp ảnh cho Thanh lắm. Và đó là một cái bí quyết để mà có thể cộng tác với nhau rất là vui vẻ, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đời lắm lúc đâu có ngờ, đời có lúc không là giấc mơ. Người sống rít quen nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quen hững hờ, tình có lúc không là ý thơ. Này những trái tim lấp lờ, còn chỉ một đắn đo. Này cô em kia ô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen và rất nhanh, từng cơn gió như cuốn như xoay như đám đã ùa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này anh hỡi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi trao về anh. Một tình yêu như màu xanh. Và cái đĩa tình 2010 được ra trong dịp cuối năm vừa rồi, cái là chị đã tính một cái bước và chị luôn là cái người đi trước, đi trước chút xíu. Thì đó có phải là một cái sự khôn khéo trong cái đầu tính toán của mình để mà mình marketing cho cái đĩa mình trước, hoặc là để ăn trọn vẹn trong nguyên một cái năm dài hay không? Thực sự ra khi ra một cái đĩa đó thì ngày xưa đó thì nó có một cái cách là mình sẽ lựa ra một bài nào hay nhất, bài đó sẽ nổi tiếng liền thì mình để là tựa. Nhưng mà đây là một cái album mà gọi là kỷ niệm của mình, tất cả những bài kỷ niệm thì mình sẽ lựa ra một bài để mình nói lên được tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái tâm trạng của mình và những cái mà mình đang nghĩ tới. Thì nếu mà mình để 2009 thì nó bị lẻ, mà nó cũng sắp hết năm cũ rồi, cho nên là mình với qua chút xíu, mình để qua luôn 2010, tức là từ 2000 lên 2010 thì nó tròn hơn, tròn trẻ. Nhưng mà vô tình thì là mình lại ăn luôn qua năm sau. Vô tình mình chỉ tính là cho nó tròn thôi, nhưng mà trong cái tròn của mình tính thì rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà cuối cùng ủa vậy là cái đĩa của mình đi được tới qua năm sau, tại vì mình ra đĩa là đầu tháng 11 thì chỉ có khoảng một tháng nữa là mình hết năm, cho nên đó là cũng một cách là mình được chọn cái đĩa qua tới năm sau luôn. Nhiều khi trong cái những sự vô ý nó có những cái cố ý mà mình cũng không nghĩ ra được, vô tình có cố ý. Nhớ đến cái thời mà bây giờ rất là khó hiếm được, mặc dù ngay cả những ca sĩ ăn khách hiện tại không có cái chuyện như là ngày trước, khi mà một phòng trà 4 đêm liên tục điều diễn như cái Miley Show của Phương Thanh. Chẳng như thời đó thì có Em Sài Gòn nè, rồi Em Và Tôi, rồi Đồng Dao, Tiếng Tờ Đồng, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì trải qua cái thời điểm đó thì chị đến bây giờ thì Phương Thanh điều chỉnh lại mọi việc như thế nào? Vì ngày xưa đó cái thể loại mà phòng trà nó mới quay lại so với ngày trước nữa, thì bao giờ nó cũng toàn là một cái mốt mới, mà cái mốt mới thì bao giờ cũng được đón nhận. Và ngày xưa đó thì ca sĩ so với 10 năm tới bây giờ là 10 năm thì cái sự xuất hiện của mình ngày đó cũng ít hơn bây giờ, cho nên là khán giả họ đi phòng trà họ cổ vũ ca sĩ và họ cũng đang cổ vũ với cái người mà đang được yêu thích. Đó mình tắt thời điểm đó, có nghĩa là ngày xưa mình là đang được yêu thích và mới mẻ so với phòng trà.
Và ngày xưa thì Việt Kiều về đây nhiều lắm, trong khi ca sĩ về bên kia rất là khó, qua bên Mỹ rất là khó, bên nước ngoài rất là khó. Cho nên là về đây là họ chỉ có đi vào phòng trà để coi được ca sĩ nhiều hơn. Cho nên là ngày xưa Phương Thanh đã từng lập một cái kỷ lục là 5 đêm phòng trà liên tiếp. 5 đêm? 5 đêm. Mà vẫn kính và khán giả đứng mít luôn đúng không ạ? Và không hát nổi nữa. Cho tới đêm thứ 6 cũng không thể nào mình hát được, vì 5 đêm phòng trà một lần là 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng, mình không thể nào mình cái sức mình có thể chịu được. Mà 5 đêm ở Tiếng Tơ Đồng đông khách. Nhưng mà với thời điểm bây giờ, khi mà ca sĩ bắt đầu tràn ngập qua bên kia hát, rồi Việt Kiều cũng về đây thoải mái, tất cả hai bên đều có như có một sự giao lưu rất là thoải mái và gặp gỡ nhau nhiều hơn, thì với phòng trà bây giờ nhiều nhất chỉ là 2 đêm. Qua cũng xin lỗi là các chương trình truyền hình trực tiếp cũng nhiều hơn. Nhiều hơn. Cứ như là làm cho khán giả có cảm giác là hơi ô lì một tí, bị động một tí đúng vì, không ạ? Không phải bị động, vì là ca sĩ xuất hiện trong nhiều chương trình quá cho nên người ta thấy nhiều quá. Mà cái gì nhiều thì cũng hết quý giá. Mà hết quý giá thì thay vì đi phòng trà thôi nhìn như này được rồi. Cho nên là những chương trình bây giờ nhiều cũng là một cách giết cái phòng trà. Bây giờ các live show cũng rất là nhiều và thậm chí mọi người hơi lạm dụng một tí cho cái từ live show. Rồi có những cái tuyên bố như là live show đạt kỷ lục khác, nhiều ca khúc nhất hay là nhiều khán giả nhất hay là sự đầu tư nhiều nhất. Nhưng mà thật ra trong những cái năm 2003, 2004, 2005, 2006 thì chị vẫn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên có cái độ đầu tư mà chịu chơi nhất cho những cái live show của mình, mà đến nỗi mọi người hay nói là chị ngông hoặc là có một cái chút điên trong đó. Không phải ngông hay điên mà bị quá tay. Coi như đúng không ạ? Cái bản quân của bảy rồi có cần cẩu trục đúng không ạ? Mà mình làm gì là mấy năm mình mới làm một lần. Dạ. Thì mỗi một live show của ca sĩ nó ứng theo cái vị trí đó và cái khả năng đó thôi. Mình cũng không thể nào trách ca sĩ được vì cái lực người ta tới đó. Tiền bạc người ta cũng tới đó và người ta chỉ có thể chi phối được 1.000 đến 2.000 khán giả. Còn lúc đó thì buộc Phương Thanh phải ở cái tầm đó. Không. Đúng không ạ? Không có. Khi làm mình cũng lo lắm. Lo. Lo chứ. Thì thực sự ra show thì có những show miễn phí họ có thể quyết định được trước bao nhiêu khán giả, còn mình là mình lo lắm. Tại vì mình không biết mình bán hết vé không. Nhưng mà mình là không miễn phí. Lúc nào tôi miễn phí là trong một cái dịp nào đó tôi tặng mọi người thôi. Còn Phương Thanh miễn phí thì cũng được thôi, không có gì hết. Nhưng mà nó không khẳng định được vị trí của mình. Tại vì trong 20 ca sĩ thì chỉ có 4-5 người là bán vé được thôi, chứ không phải ai cũng bán được. Cho nên là mình làm show đó vừa lo tiền, vừa lo là bán vé này, nó đủ thứ lo. Nhưng mà cũng bị cái tính là lúc đầu thì chuẩn bị chỗ nhỏ thôi, vừa sức mình. Xong rồi bắt đầu mọi người nói sao cái rồi đi ra ngoài, đi từ từ ra tới sân vận động luôn. Thì cái tranh show, cái show 2001 là tự mình quyết định quân của bảy. À. Nhưng mà tới cái chân show mà người ta hay nói người đầu bóng đêm đó, lúc đầu Phương Thanh tính là Lan Anh. Nhưng mà tính sau hồi tới ra sân vận động luôn. Là về Phan Đình Phùng đúng không ạ? Không, ngoài vẫn quân của bảy luôn. Vẫn quân của bảy. Và Phương Thanh thì nghĩ là gì nào, mỗi một cuộc đời một người ca sĩ, cho dù vị trí tới đâu họ vẫn có những cái show mà không người, cho dù có đầu tư nhỏ người khác vẫn không làm được. Đó là về cái tư duy. Cái tư duy. Cái đầu đó không ạ? Yeah. Thì Phương Thanh vẫn có thể làm một cái show bolero mà ở Lan Anh, nhưng mà chắc chắn là người khác cũng không làm được. À, mình có cái cách riêng của mình. Là mỗi một người ca sĩ họ sẽ tự có một cái cách riêng đối với họ. Nhưng mà rồi cuối cùng khán giả là người quyết định đẳng cấp của người ca sĩ ở đâu mới là quan trọng. Chứ còn Phương Thanh thì có cái tật là không bao giờ khẳng định. Tôi chỉ làm thôi, hỏi bao nhiêu tiền tôi không nói. À. Nhưng mà mọi người nhìn vào đoán thử xem tôi làm bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Bao nhiêu công sức tôi để dành. Tươi hơn bao nhiêu thương ta đã có,
trôi mất anh sau này. Trong tim em nghe vỡ tan, nhìn tình yêu đã vụn vỡ. Một người làm nghệ thuật thì phải có sự cộng hưởng của cả tài năng và may mắn. Nhưng ở Phương Thanh thì có một cái phép cộng ngoại lệ hơn tất cả. Con nghĩ cộng tùm lum thì cũng có, mà ngoại lệ hơn tất cả. Đó chính là cái lửa trong con người chị. Mà dường như cái ngọn lửa đó thắp nên bản thân Khoa không biết từ đâu. Mà ngay cả trong giới đồng nghiệp rồi các anh chị ca sĩ đều phải thật sự công nhận một điều đó ở Phương Thanh. Bí quyết ở đâu ạ? Không biết cái lửa ở đâu nha, nhưng mà chị biết giải thích ra thôi. Khoa có cảm giác lúc mà nhìn chị diễn á, mình thấy được cái ngọn lửa nó bốc lên. Và ngồi dưới đất á, không thấy lửa đâu trơn, thấy bị thiếu lửa thì có. Yeah. Thật sự ra dưới đất Phương Thanh là người đầm tính. Lâu lâu gặp chúng bạn mà coi như chúng đài bắt đầu mới nói nhiều thôi. Nhưng mà lên sân khấu rồi có bao nhiêu sức là hát hết. Hát xong rồi vào trong một cái là Phương Thanh biết à, khán giả là người thắp lửa, nhóm dùm cái lửa đó. Rồi mình lại tiếp cái ngựa lửa rồi đó ngược cộng, lại cho hả? Mình cộng vào đó để mình đẩy cái lửa của mình lên, mình đưa lửa ra ngoài. Để đốt cháy tất cả những cái gì mình đang muốn nói. Mà chỉ có lửa ở trong tâm mới mạnh thôi. Cái lửa mà ví dụ như mà quý vị nghĩ cái lửa, Khoa nghĩ đi, cái lửa mà đốt phừng phừng nó không ghê. Nhưng mà cái lửa bắt đầu nó âm ỉ rồi mà mình cơi ra lại nó dễ sợ lắm mà. Đúng không? Đúng rồi. Mà khi cái lửa nó đã hơi im rồi, không ai khơi cái lửa lên thì chắc chắn là lửa cháy không kinh hoàng. Nhưng mà nếu khán giả cầm một cái miếng gỗ hay miếng giấy để vô cái lửa cháy ghê lắm. Thì Phương Thanh nghĩ là cái lửa của Phương Thanh phải cộng hưởng thêm với khán giả thì cái lửa nó mới ghê. Với thứ hai đó là người nghệ sĩ không nhất thiết phải là đẹp lắm. Cái lửa của nghệ thuật trong lòng mới là quan trọng. Mà nếu mà nói về đẹp thì Phương Thanh không dám chắc mình đẹp. Nhưng mà nếu mà nói mà máu nghệ sĩ nhiều, chắc chắn Phương Thanh sẽ dám nhận. Tại vì khi bước lên sân khấu rồi Phương Thanh thành một con người khác hẳn, khỏe mạnh, máu lửa, và bước xuống đất thì hoàn toàn ngược lại. Thế thì cái ngọn lửa đó bắt buộc là không thể nào lập trình được hết. Và có rất là nhiều những chương trình đòi hỏi phải thu âm trước, phải quay hình đẹp, nhưng chị thì vẫn liều. Có những chương trình liều mà đến độ khi mà mình nghe là mình hát lại chủ thấy ghê quá. Sao dở quá vậy không biết. Mà tại sao mọi người thì lựa chọn một cái phương án khác nhưng chị lại lựa chọn phương án hát live? Hát clip cũng được. Tại vì hát clip á là không nhớ gì hôm qua mình hát, tại vì thì cái bạn là hát không có nhớ. Tại mỗi ngày mình hát khác nhau cho nên clip là mình phải nhớ là không cái đĩa đó mình đã thu như thế nào mà cái giờ feel mình nó làm sao đúng không chị? Mình có những chương trình mà yêu cầu clip mình vẫn làm theo thôi, tại vì cái âm thanh đó không dùng cho hát, âm thanh đó dùng cho nói. Thì mình lên mình hát căng thẳng lắm, mà cái mic lúc nào cũng để như vậy nè, không dám rời, tại vì nhiều khi cái tiếng hát lên rồi mình chưa nhép nữa đó. Cho nên rất là sợ clip. Thà là hát live mà thấy tự tin hơn. Thà dở đi cho nó tự tin. Mà có nghĩa là lúc đó mình cảm thấy là mình thấy thoải mái. Thoải mái mà tung tăng nhảy xuống dưới, mà clip cái là không tung tăng được mà sợ khán giả lắm. Cái thứ hai mình cũng sợ khán giả phát hiện mình clip. Thế nên mình nhiều cái sợ. Bình thường không sợ nhưng mà hát clip sợ. Có thể nói đầu năm thì chuyện vui thì nên nói nhiều hơn, nhưng mà lạm bàn một tí về tình bạn, khi mà những cái câu chuyện của năm cũ, cảm giác nhiều người cũng bất bình bởi vì là có những cái bài viết không có hay về chị, về các cư xử của chị với những cái người bạn cũ của chị như là Cát Phượng nè, rồi Mỹ Tâm. Đó, nhắc tới vụ Cát Phượng mới là mắc cười đó. Năm nay là năm tuổi của Phương Thanh, cho nên là đầu năm có một nhà báo phỏng vấn Phương Thanh là Phương Thanh có sợ năm tuổi có nhiều chuyện lung tung không? Không sợ, nhưng mà từ bữa giờ chưa thấy gì hết. Cũng mừng. Thì Phương Thanh nghĩ là nguyên cái năm nay Phương Thanh làm đĩa xong hết rồi, cũng không dám ra. Thực sự là mình biết là cái năm tuổi nhiều ra, nhiều khi ra nó cũng có nhiều cái lình xình đó thôi. Ngưng lên tới cuối năm. Coi như là ở trong nhà án binh bất động. Thế đùng cái tự nhiên có chuyện Phương Thanh với Cát Phượng.
cái thì bắt đầu mới đi đính chính, đi lên báo. Thì em nghĩ là mặc dù mình nói hay không nói là cũng ảnh hưởng rồi. Khi mà Phương Thanh đi ra sạp báo mua cái tờ báo, tờ báo, cái người bán báo nói Phương Thanh đừng có giận các Phượng nha, chỗ tôi thương lắm. Đừng có giận nha, thấy báo đăng buồn chứ sợ. Nó không có đâu cô, báo đăng sai phải con với các Phượng bình thường. Ôi vậy tôi mừng rồi, vậy mà nếu có ai qua đây mua báo tôi nói không có chuyện gì xảy ra. Tức là khi mà cái người nhà báo nó viết hoàn toàn sai sự thật, không phải là hại tới cái người của công chúng trước, mà hại chính cái những cái người mà ta đang yêu mến, những người nghệ sĩ. Nhưng Phương Thanh buồn thêm một tờ báo nữa là khi các Phượng lên đính chính, tự động thêm vào câu chuyện trả lời là không có gì hết, nhưng mà cuối cùng đề cái chữ là còn bây giờ thì chấm chấm chấm. Để chi? Để cho Phương Thanh với Cát Phượng lên đính chính một lần nữa, để chi bán báo thêm một kỳ nữa. Phương Thanh với Cát Phượng nói không, tôi không có bị mắc lừa nữa, mấy người không có gài tôi nữa đâu. Bây giờ tôi không đính chính luôn. Để chi? Tôi không bị gài nữa. Cái chuyện mình rất là dễ bị gài, để lên mà nói qua nói lại, mình cười không ai, tôi nín luôn. Nếu mà chúng tôi không có chuyện gì xảy ra thì tự động chuyện nó sẽ trôi qua. Còn nếu chúng tôi có chuyện thì cứ mời móc hoài ở đây để im lặng, để thấy là nó sẽ chẳng có ảnh hưởng gì tới tình bạn của tôi. Mà có một điều đặc biệt là sau khi sự việc xảy ra, Phương Thanh, Cát Phượng gặp nhau hoài, mặc dù trước đó gặp nhau rất là ít. Chỉ liên lạc qua điện thoại thôi vì ai cũng bận. Ai cũng bận vì không ai dính với em công việc. Nhờ tự nhiên cái ra, bà uống cà phê với tôi đi, bà ra đây chơi với tôi đi. Cái mình thấy mình có cái thời gian để hàng gà, cũng như là gặp nhau nhiều gặp hơn ngày xưa, đúng không ạ? Nhưng mà làm những người nổi tiếng thì phải chấp nhận một cái chuyện, nhiều khi một cái buổi sáng thức dậy những cái chuyện tai bay vạ gió đâu đến với mình. Thì cái tâm lý của chị, cái sức mà điều tiết để cho cái cảm xúc của mình nó không có nóng giận hay là thực sự ra con người mà nóng phải có chứ, tự nhiên nói cái chuyện người ta không có, ai mà không điên. Nhưng ở đây mọi người nó sao mà không nhịn, chả lẽ ai cũng nhịn hết rồi mà tự tung tự tác muốn nhí gì giết. Nhưng mình cũng đọc, mình cũng hay là im luôn cho rồi cho nó qua, rồi mình cũng tức, mình nhịn sao được. Rồi cái tâm lý mình cũng đánh qua đánh lại, cuối cùng quyết định là nói. Vì dù sao á, mình cũng là bản chất của mình là như vậy. Không, nói không chúng nói lại. Nói để cho thấy là đừng có xạo. Nói xạo, nói chuyện bị đặt ra như vậy. Mà Phương Thanh, tới bây giờ Phương Thanh nghĩ ra một cái điều này nè. Mình cầm cái viết, mình viết sai, mình tổn phúc. Phương Thanh mới nghiên cứu ra được vấn đề. Phương Thanh nói sai cho ai cũng bị tổn phúc luôn, sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tại khi mình ganh tị hay mình ghét nhau, mình vẫn có thể nói xấu nhau một cái điều không có. Mình nói xấu người ta hay mình nói điều sai người ta, mình bị tổn phúc, tổn phước, ảnh hưởng tới cuộc đời mình. Thì mấy người nói sai, giết sai, mấy người sẽ bị mất phúc, mất phước trước. Có thể nói là với tất cả giải thưởng về âm nhạc nè, rồi cả về điện ảnh mà đến giai diễn viên phụ xuất sắc nhất chị cũng được rồi. Có lần được chị chia sẻ là chị chỉ còn chờ một cái giải thưởng trong lĩnh vực cải lương thôi. Không, cái đó là cái nói là tại vì cải lương là chắc chắn là khó lắm. Khó lắm. Làm sao bằng các nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, đúng không ạ? Không phải. Muốn đoạt được cái giải cải lương là mình phải một đoàn, là mình phải học, mình phải đóng một cái vai đó mới được. Cái câu đó của Phương Thanh có nghĩa là còn một cái giải khó nhất mà tôi không biết có đoạt được không? Tại cái tất cả giải nào tôi cũng có rồi, nhưng mà cái đó không biết có được không? Phải chính mình thách thức mình. Không phải thách thức, một câu nói có nghĩa là thật sự khó lắm. Nói đùa cho vui thôi. Nhưng mà người hiểu ra thì nó đơn giản, người không hiểu thì trời ơi, tham lam thật sự ra mệt mỏi lắm. Mình chỉ nói đùa thôi, Phương Thanh có tật hay nói đùa. Hỏi còn giải gì chưa được, có giải cải lương mà làm sao đạt được, khó lắm. Tại vì hát cải lương đơn giản, Phương Thanh chỉ mới hát mỗi một phân đoạn chỉ có 5 phút mấy thôi mà. Đoạt giải làm sao được. Một cái vai diễn trong một cái chương trình chuyên nghiệp là mình phải vào một đoàn đó, phải diễn một vai trong vòng bao nhiêu tiếng xuất diễn nữa, đúng không ạ? Mới được đoạt giải, còn đây là mình mới hát 5 phút, mình nói đùa cho vui thôi. Nhưng mà đó cũng là một cái điều tai hại, có nghĩa là người ta không nghĩ mình đùa, người ta nghĩ mình đang lấn qua bên đó. Đó, cho nên là mình muốn mình rút kinh nghiệm không đùa kiểu này. Nhưng mà ở một góc cạnh nào đó thì chị vẫn thành công khi mà hóa thân vào một vài đoạn của vai Lan trong thì Lan và Điệp. Thành công trong vòng 5 phút mấy thôi. Nhưng không thể hẳn là một cái thành công quá lớn được. Có nghĩa là gì? Thí dụ như là các ca sĩ khác mà hát cải lương thì là điều bình thường. Nhưng mà Phương Thanh hát cải lương nó cũng lạ. Vì sao Phương Thanh hát nhạc quậy nhiều, gào nhiều, giờ qua cải lương nó cũng ngộ ngộ. Cho nên là khán giả cũng thích. Thì Phương Thanh là ngộ ngộ khi nó hát cái đó thôi. Thì khi mà mình tham gia một cái phân đoạn nào đó mà mình hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, có nghĩa là ca ok, vô được nhịp, đừng có trật là được rồi,
là mình đã quá giỏi, đó là một giải thưởng đối với mình rồi. Nhưng mà Phương Thanh này đi đi hát cải lương, thứ nhất là do sự quý mến của các anh chị bên sân khấu. Thì Phương Thanh là nhiều khi kêu tiền không đi, nhưng mà nhiều khi nó tham gia cho vui đi, thì lại đi. Cái gì xác định là vui và vui, thoải mái thì sẽ tham gia. Lên được quậy thoải mái là đi, đi tham gia. Vì mỗi lần Phương Thanh đóng một phân đoạn nào đó là vô phòng thu, đi thu lại, đánh đờn thu lại xong nghe cả một tháng mới hát được nhịp cải lương, chứ không phải là nghe mấy ngày là xong đâu. Cải lương khó lắm, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Cho nên là đó cũng là một cách mà luyện tập cái bản tính của mình. Duyên nợ thôi đành trả lại cho nhau lời hẹn ước ban đầu. Trả chuyến đò ngang cho người khách lạ, vì bến cũ quan tàng dấu bể đã vùi chôn. Người đi trong bóng hoàng hôn, chìm trong sương khói mênh mông. Ai thương trong ai bên sông, về mà ru cho tình sầu ngọt nhất, chốn kỷ niệm xưa bôi xa một ân tình. Tiếng công phu vang vọng giữa ban chiều, hồi chuông mõ thâm trầm nơi phố tiền. Trần ai đã lắng thương sầu, xin phép nhiễm màu giúp con trọn đường. Còn với điện ảnh, một cái hình ảnh Phương Thanh hoàn toàn mới lạ mà mỗi vai diễn tin chắc là một cái điều mà khán giả luôn luôn chờ đợi và mong thích. Thế thì chừng mực ở mỗi năm chỉ một vai diễn thôi, nhưng mà phải là phim Tết. Thì không biết là cái kế hoạch sắp tới mà mọi người đang chờ để được xem sẽ như thế nào? Thật sự ra thì 4 năm nay Phương Thanh toàn tham gia đóng phim nhiều và đa số là phim Tết. Tại vì các đạo diễn chắc cũng phát hiện được khả năng hề của Phương Thanh, đúng không? Cho nên là mời phim Tết để quậy cho nó vui. Nhưng mà nếu mà bữa giờ Phương Thanh mà không từ chối thì nhiều phim lắm. Tại vì thực sự ra thì khi Phương Thanh đóng phim, người ta phát hiện ra được một nhân vật mới, có thể đóng được những cái vai mà không nghĩ là có thể đóng được. Cho nên họ cũng vui vẻ đón nhận một thành viên mới vào với cái môi trường mà nghệ thuật đóng phim. Thì khi mình đóng được thì người ta cũng dành ưu ái cho mình. Nhưng mà không thể nào mà mình đóng phim suốt được. Thì đối với Phương Thanh là đóng phim là đi du lịch định kỳ, cứ nghĩa là đóng cho có một cái gì đó cảm xúc mới, một cái sự thay đổi cảm xúc thôi. Thì Phương Thanh có tham gia thêm bộ phim truyền hình của đạo diễn Cảnh Đôn, Kính Thưa Oxin. Thì rồi sắp tới có phim truyền hình gì nữa không? Sắp tới thì cũng có phim nữa, Kiều Nữ Lỡ Thì. Cái là trước Kiều giờ nữ... đóng Kiều Nữ thì phải đang phơi phới, Kiều Nữ thì phải lỡ thì. Thì Phương Thanh thấy cái tựa đó cũng hay hay. Thì lúc đầu Phương Thanh cũng ngại đóng phim lắm, tại vì dài quá mình đóng không nổi, không có thời gian, nhưng mà rõ ràng là các đạo diễn đang dành cho Phương Thanh một sự ưu ái về vai diễn, thì vai diễn cũng rất là lạ lùng, cho nên cũng đánh đo suy nghĩ mãi, thì cuối cùng cũng đang trong cái tình trạng là có thể sẽ chấp nhận đóng, mà biết rằng mình sẽ rất là cực, tại vì gần Tết rồi, ca sĩ mà có một mùa Tết để kiếm ăn thôi, mà bây giờ mình đi đóng phim dây dưa dùng dằng như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho mình nhiều lắm. Nhưng mà mình nghĩ là vậy nè, nghệ thuật nó là duyên, nó là nợ. Cái nào mà đang duyên với mình thôi, chắc là mình cũng sẽ đi thôi. Vì cái điện ảnh nó là cái mơ ước đầu tiên của Phương Thanh trước khi đến với ca nhạc. Nhưng mà sau này cái nghiệp của Phương Thanh là nghiệp ca nhạc, ca sĩ. Cho nên là Phương Thanh cũng có một chừng mực nào đó với điện ảnh thôi. Nhưng mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã dành cho Phương Thanh một số vai nhất định trong 2 năm tới. Cho nên thấy là ủa sao con đường điện ảnh nó đang rộng mở quá. Cho nên là chắc chắn là
từ năm sau Đỗ Đi Phương Thanh sẽ dính qua phim nhiều, nhưng mà ca nhạc sẽ đi song song luôn chứ không có bỏ bê ca nhạc. Cho nên là lúc nào rảnh là Phương Thanh lo làm CD liền, lo làm nhạc ngay. Cái năm cái đĩa của Phương Thanh ai cũng tưởng là ra cùng một lúc, không có. Phương Thanh canh theo phim. Tại vì Phương Thanh bây giờ không cần phải là ra liên tục đĩa đâu. Nhưng mà mình làm ở đó để chi? Một cái phim mình đi quay là mình có một cái đĩa. Xen kẽ. Mình lắp những khoảng trống đúng không ạ? Đúng rồi, vừa phim vừa ca nhạc. Cho nên nó cũng có cái hay của nó. Nếu mà mình đóng được cả phim mình hát luôn một lượt mà mình đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu thì mình vẫn cứ nên làm. Rồi. Vì đó là nghệ thuật biểu diễn. Rồi vai khổ nè, vai buồn cũng đã hóa thân rồi. Thế thì bây giờ lại vào vai kiều nữ đúng không? Kiều nữ này giàu nha. Có nghĩa là đóng vai nhà giàu thì có thấy là mình được thoát ra cái hình ảnh từ trước đến giờ chưa? Không, vẫn thích đóng nghèo hơn. Vẫn thích đóng nghèo. Đóng nghèo vẫn thích hơn tại vì người nghèo nhiều. Mà mình đóng nghèo người ta thương mình. Đóng nghèo không có phải đầu tư quần áo nhiều. Mình đỡ thương tiền tại vì cái cách của cái này là mình tính kinh tế thôi. Đúng không ạ? Mình tính về kinh tế chứ không phải mình chùm. Thật sự đó, cái cách xe phim của Việt Nam mình không đủ cho diễn viên. Nếu mà đóng một vai khá giả không đủ tiền thì họ chỉ đóng vì công chúng thôi. Cho nên đóng nghèo nó vẫn có một cái lợi thế. Có người áo bà ba chỉ có 100 mấy 200, nhưng mà bộ đồ để mình đóng nhà giàu nó vài thấp triệu. Nhất cũng phải là mấy triệu. Cho nên là, nhưng mà Phương Anh nghĩ vậy nè, mình sẽ đóng gia giàu để mai mốt mình xuống lại gia nghèo. Đảo tâm lý thôi. Liên tục như vậy đúng không ạ? Ừ. Và mọi người hay nghĩ là một cái năm mới sẽ bắt đầu cho những cái sẽ bắt đầu cho một cái vận hạn mới của một đời người, hay là cho những cái kế hoạch ấp ủ mới. Thế thì năm mới có ý nghĩa nào đối với Phương Thanh? Năm mới là để Phương Thanh chuẩn bị ra mắt những cái sản phẩm mà Phương Thanh chuẩn bị trình làng với công chúng. Một cái con người mới với một cái tâm lý mới, một cái tư duy khác, một cái đầu tư cho công việc mình một kiểu khác luôn. Và chắc chắn là tới Tết ta công chúng sẽ thấy Phương Thanh sẽ thay đổi hoàn toàn. Tức là một người biết tính toán hơn chứ không phải là mạnh tay bung như ngày xưa. Tại vì bây giờ dẫu gì thì Phương Thanh cũng đã có một cái cuộc sống, có con, rồi tính cho con, rồi phải tính về sau này nữa. Mình không được mạo hiểm phiêu lưu nữa. Có thể ngày trẻ thì mình có thể phiêu lưu đủ thứ hết. Vì để làm chi? Để mình có thể được chơi ngông với những cái gì mình thỏa mãn với cái nghệ thuật của mình. Và bây giờ mình ngông nữa không được, mình phải tính. Nhưng mà sẽ ngông ở một cái cách khác. Cách khác. Tức là mình sẽ tiết chế hơn một chút, không có làm tràn lan. Mình sẽ làm cái này kia để mình tiết kiệm tiền, mình làm live show 2012 chẳng hạn, để đại khái là vậy. Thế thì những cái câu chuyện tiếp theo, có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ có một cái Tết Tây dành riêng cho gia đình hay dành cho cái sự thân mật nào đó hay không? Có. Thường thường thì mọi năm là Phương Thanh sẽ hát xong hết rồi mới có Tết Tây. Dạ. Mà năm nay nó sẽ thay đổi, nó sẽ có không khí gia đình hơn một chút. Và bây giờ thì mọi người cũng đang book cái show cho Noel. Tết Tây thì năm nay là chắc chắn Phương Thanh sẽ hát duyên dáng rồi, cho nên là chắc chắn là phải đi hát rồi. Và Phương Thanh sẽ dành trước đó mấy ngày, Phương Thanh sẽ design đồ cho mẹ, sẽ sắm sửa để cho mẹ vui và con gái vui. Wow. Có nghĩa là biết chăm sóc cho gia đình rồi. Và chính bằng cái đôi tay của mình đúng không ạ? Mọi người hãy quan trọng cái giây phút countdown là đếm từ 10 đến từ 60 giây ngược lại đúng không ạ? Thế thì đối với Phương Thanh, trong 60 giây vỏn vẹn đó, nếu có được, chị sẽ mơ ước những cái điều gì cho một cái năm mới bắt đầu? Mình mơ ước mình có thể là toàn vẹn hơn. Phương Thanh vẫn mơ ước là mình sẽ toàn vẹn hơn. Mặc dù cái mơ ước nó rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Toàn vẹn hơn trong tất cả mọi thứ. Và Phương Thanh của ngày hôm nay có thể nói là đã trải qua tất cả những cái thăng trầm, cái gì cũng có rồi. Thậm chí ngay cả những cái show quảng cáo thì chị vẫn là người đạt cái tỷ lệ là trúng show quảng cáo nhiều nhất ở những cái năm mà hầu như là các ca sĩ thời đã không có được đúng không ạ? Rồi rất là nhiều những cái công việc mình đã đi qua và mình nhìn thấy hết tất cả. Thế thì tại sao đã có một Phương Thanh rồi có một cái nickname là Chanh thật là đáng yêu rồi mà lại khoe với khán giả là muốn thành mèo hoang, rồi lại còn dự án ốc bưu nữa? Thật sự ra thì mỗi một ca sĩ khi mà làm một cái album họ cũng sẽ tự tìm được một cái tựa để mà trước khi ra đĩa họ phải PR trước cái tên đó. Để khán giả bắt đầu nhớ à cô này sắp làm cái đĩa đó, để được khán giả công nhận, đón nhận. Thì cái bolero nghe vào là thấy ngay là một cái sự đó bình dân, nhân giả. Thì cái đó để ám chỉ cho nhạc dân ca bolero. Thì đó là đĩa con ốc bưu đó. Thì Phương Thanh cũng lấy một cái tựa
mà cái bài hát cũng nằm trong cái đĩa đó. Để thay vì Phương Thanh chơi đây là bolero thì nó đã có cái đĩa một rồi, thì Phương Thanh sẽ để có bù. Còn mèo hoang, cái gì mà hoang dã hơi tự do chút, nó tượng trưng cho rock, thì cái đó để ám chỉ về cái DVD rock của Phương Thanh. Còn nếu mà mèo, mà mèo dễ thương thì nó không hợp với Phương Thanh lắm, nhưng mà để mèo hoang, hoang nó sẽ dại, nó hợp hơn. có nghĩa là cộng hưởng mèo thì thường người ta nghĩ là ở nhà là ngoan ngoãn đúng không, nhưng mà có một cái sự phá phách ở trong đó. Phá phách. Những câu chuyện vội vã để chúng ta cùng nhau khép lại một năm cũ và chuẩn bị cùng nhau đón một năm mới với đầy đủ những niềm vui và những mơ ước cho cuộc sống bản thân, lứa đôi, gia đình và những người thân. Một vị khách rất đặc biệt đã cùng đến với chương trình, một người đã có một cái quãng tuổi trẻ của mình và bây giờ vẫn vậy, đã cống hiến và đang cống hiến và luôn có những cái mới dành cho showbiz và dành cho làng giải trí văn nghệ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều bởi vì Chanh đã đến đây, đã ngồi đây và cùng hiện diện để chuẩn bị trải qua những khoảnh khắc rất đặc biệt một năm mới đến để chia sẻ với tất cả các khán giả truyền hình. Chúc cho Phương Thanh, cho dù là Chanh hay cho dù là ốc bu hay mèo hoang hay là cam ổi gì đó đúng không ạ, thì lúc nào cũng thật tuyệt vời hết, tuyệt vời như chính con người thật của chị. Và những câu chuyện cho dù dàn trải hay là cô đọng lại thì một Phương Thanh không lẫn vào đâu, và chúc cho Phương Thanh sẽ luôn an lành với cuộc sống, với những cái hạnh phúc riêng của mình và với cả bé gà đáng yêu nữa. Cảm ơn Khoa nhiều và xin kính chúc khán giả truyền hình một năm mới thật là ấm áp, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để vượt qua được nhiều thử thách còn ở đằng sau mình. Xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình bắt đầu cho một năm mới 2010 đầy hứa hẹn và đầy niềm vui hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và cũng như mọi lần, tất cả những từ đóng góp của tất cả quý vị có thể gửi về cho hộp thư của chương trình, và những cái câu hỏi của chúng ta dành trọn vẹn cho một năm sau có thể dành cho các thần tượng và những người mình yêu thích đang có những hoạt động mới hoặc là những cái cống hiến cho làng văn nghệ giải trí của Việt Nam. Chúng ta có thể gửi về với địa chỉ mail chatvisao@gmail.com và qua đường bưu điện, ban biên tập của chương trình Chat Với Sao, 21/3 số viết nghệ tỉnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.